Vụ nợ tín dụng 8,5 triệu thành hơn 8 tỷ sau 11 năm. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Exim Bank báo cáo. Thông tin với phóng viên VTC News, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh cho biết, ngày 14 tháng 3, cơ quan này đã có văn bản yêu cầu Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Exim Bank tại thành phố Hồ Chí Minh báo cáo các thông tin liên quan vụ việc một khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của Exim Bank chi nhánh Quảng Ninh năm 2013 phát sinh nợ 8,55 triệu đồng. Đến nay, tổng dư nợ lên hơn 8,83 tỷ đồng. Vị này nói thêm, thông tin chính xác sau đó sẽ được Hội sở Exim Bank tại thành phố Hồ Chí Minh gửi đến các cơ quan truyền thông. Theo ngân hàng, ông HA thực hiện mở thẻ Mastercard tại Exim Bank chi nhánh Quảng Ninh vào ngày 23 tháng 3 năm 2013 với hạn mức 10 triệu đồng. Khách hàng sau đó phát sinh hai giao dịch thanh toán vào các ngày 23 tháng 4 năm 2013 và 26 tháng 7 năm 2013 tại một điểm chấp nhận giao dịch. Từ ngày 14 tháng 9 năm 2013, khoản nợ thẻ nêu trên đã chuyển thành nợ xấu, thời gian quá hạn phát sinh đến thời điểm thông báo là gần 11 năm. Ngay sau đó, ngân hàng đã thực hiện nhiều bước để thu hồi khoản nợ của ông HA.